Cô Thái Bình. Bởi lẽ đội nào giành chiến thắng trong cặp đấu này thì nhiều khả năng sẽ có được tấm vé tham dự Cúp Hùng Vương. Lúc này thì tại bảng A của nữ, Ninh Bình lên về Postbank đang tỏ ra quá mạnh khi đã có được 2 trận thắng và có được 6 điểm. Glesimco Thái Bình đã tình huống phát bóng của Minh Nhâm. Thêm một điểm số nữa cho Quảng Ninh. 3-0. Pha xử lý của Sasi Pavon, bóng trong sân. Một tình huống xử lý cho thấy đẳng cấp của tay đập người Thái Lan. Đó không phải là một tình huống mà Sasi Pavon có thể tung ra một pha đập bóng thuận lợi. Thay vào đó là một tình huống đẩy bóng về cuối sân. Bóng ăn đúng vào vạch biên ngang. Thì Glesimco Thái Bình đã lần lượt đánh bại những đội bóng hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam như là Bộ Tư lệnh Thông tin, VTV Bình Điền Long An hay là Ninh Bình Doveco để đăng quang chức vô địch quốc gia. Huấn luyện viên Tuấn Kiệt gọi lên tập trung trên đội tuyển quốc gia thì Nguyễn Thị Uyên đã cho thấy sự trưởng thành hơn khá nhiều. Đã có điểm số cho Than Quảng Ninh. 18. Tiếp tục là pha đánh bóng của Vi Thị Như Quỳnh. Là Minh Nhâm. Phạm Thị Diệp và Sasi Pavon, một pha đập giãn biên. Điểm cho Glesimco Thái Bình, 11-13. Phát bóng rất mạnh và bóng trong sân. 13 đều. Nguyễn Thị Uyên. Pha đánh bóng của Lê Thị Hồng. Tiếp tục là Nguyễn Thị Uyên. Không thể có được tình huống phòng thủ hàng sau thành công. Dù libero Lê Thị Yến đã chơi đầy nỗ lực trong tình huống vừa rồi. 14-15 cho Glesimco Thái Bình. Pha đánh bóng của Sasi Pavon. Thanh Mai là phụ công thuộc biên chế của Hải Dương. Sasi Pavon. Điểm cho Glesimco Thái Bình. 18-22. Ở lượt trận cuối của đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vào ngày 5 tháng 3. Chúng ta có thể thấy được sự xuất hiện của cây đối chuyền Kiều Anh. Tình huống phát bóng của Sasi Pavon. Tháng 4 này thì Sasi Pavon sẽ trở lại Việt Nam, khi chủ công này cùng với Diamond Food tham dự giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á. Giải đấu sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc. Tình huống phát bóng của Thanh Mai. 22-24. Một điểm số nữa cho Glesimco Thái Bình. Than Quảng Ninh đã dùng hết cả hai quyền hội ý ở trong set này, nhưng Thanh Mai đã phát bóng đi ra ngoài. 25-22. Và set đầu tiên phần thắng đã thuộc về Quảng Ninh với tỷ số là 25-22. Kết thúc hiệp đầu thứ nhất, đội Quảng Ninh chiến thắng với tỷ số 25-22, dẫn với tỷ số 1-0. Nguyễn Thị Uyên, lần này thì đã có điểm số thứ 8 cho Quảng Ninh, không có gì phải nghi ngờ. Đây là cơ hội cho Thái Bình. Nguyễn Thị Uyên. Pha xử lý của Pinyanda. Một pha bỏ nhỏ đầy bất ngờ và đã có thêm một điểm nữa cho Quảng Ninh. 16. Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Uyên. Vi Thị Như Quỳnh. Những tình huống đánh bóng trên chắn của Như Quỳnh. Nguyễn Thị Uyên, bóng đi ra ngoài. Và đó là điểm số cho Quảng Ninh. 13-6. Pha xử lý của Trần Thị Thơm. Đoàn Xuân. Pha đánh bóng của Sasi Pavon.
Điểm cho Glesimco Thái Bình 10-16. Điểm cho Glesimco Thái Bình. Một điểm nữa cho Glesimco Thái Bình 14-21. Pha đánh bóng của Như Quỳnh nhưng không qua được tay chắn của Nguyễn Thị Uyên. Thêm một điểm số nữa cho Glesimco Thái Bình 16-21. Một tình huống tấn công từ hàng sau của Quảng Ninh nhưng đã không qua được tay chắn. Minh Nhâm và Triệu Thanh Huyền 24-17. 24-17 và set point cho Quảng Ninh. Cho Glesimco Thái Bình có thể hy vọng vào một màn lội ngược dòng ở set này. Dù cho Sasipapon vừa ghi điểm số thứ 18, lội ngược dòng ở set 2 có thể nói là gần như không thể. Đang được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên có khả năng đọc trận đấu rất tốt, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, vị thuyền trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Và Như Quỳnh đã mang về điểm số thứ 25 cho Quảng Ninh. 25-18, Quảng Ninh tạm dẫn Glesimco Thái Bình sau 2 set đấu với tỷ số 2-0. Dẫn với tỷ số 2-0. Minh Nhâm và Như Quỳnh. Đây là cơ hội cho Thái Bình. Nguyễn Thị Uyên. Đó là điểm cho Glesimco Thái Bình 11-10. Quảng Ninh và Kiều Trinh của Bộ Tư lệnh Thông tin. Pha đánh bóng của Đoàn Thị Xuân. Sasipapon. Bóng ra ngoài. Điểm cho Quảng Ninh 14-13. Tí của Thanh Mai. Minh Nhâm và Pinyanda. Tiếp tục là Pinyanda nhưng không qua được Thanh Mai. Pha đánh bóng của Nguyễn Thị Uyên. Pha đánh bóng của chủ công Warisara. Điểm cho Quảng Ninh 18-15. Điểm Quảng Ninh 18-15. Chủ công Thanh Huyền là người thường xuyên theo chắn các tay đập của Glesimco Thái Bình. Và vừa có một tình huống chắn bóng thành công của Thanh Huyền. 24-21, match point cho Quảng Ninh. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha đập chồng này của các cô gái Glesimco Thái Bình. Nhưng đã không thể qua được hàng chắn của Quảng Ninh. Một tình huống mà họ có tới 3 vận động viên tham gia chắn bóng. Warisara. Pha đánh bóng của Pinyanda. Nguyễn Thị Hương. Minh Nhâm chuyền cho ai? Đoàn Thị Xuân. Không được. Đây là cơ hội. Bóng vẫn còn trong cuộc. Đó là cơ hội cho Quảng Ninh. 22-24. Thêm một điểm nữa cho Glesimco Thái Bình. 22-22. Bóng vẫn còn. Pinyada Topo. Warisara. Pinyada Topo 25. Đã có điểm số thứ 25 cho Quảng Ninh. 25-22. Và như vậy là Quảng Ninh đã có được chiến thắng 3-0. Chiến thắng 3-0 trước Glesimco Thái Bình. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã có được chiến thắng thứ 2 tại vòng 1 bảng A giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay. Họ đã đánh bại đội bóng đương kim vô địch của giải sau 3 set đấu, một chiến thắng đầy thuyết phục với các tỷ số lần lượt là 25-22, 25-18 và 25-22.